kênh Hoa Lan TV hôm nay sẽ giới thiệu các bạn một cái mặt hoa phi điệp. Dạng nó cũng hơi dị thường một tí. Đấy, như đã hứa với các bạn ấy, là tôi sẽ có một cái video riêng để giới thiệu với các bạn cái giò hoa này. Cái giò hoa này hiện tại có tại vườn của anh Quân Bi nhé. Nick Facebook là Quân Bi. Địa chỉ tại nhà 60 ngõ 139 Tam Trinh, Hoàng Mai đây. Đấy, ông chủ vườn này đang hút thuốc lá đây. 29 tuổi này. Có vợ rồi đúng không? Có vợ ạ. Có con chưa bạn? Chưa. À, mới lấy vợ à? Vâng ạ. Đấy, người đẹp trai thế, có vợ rồi nha các bạn. Bạn gái nào mà nhìn thấy thì thôi, từ bỏ ý định nhé. Cái giò phi điệp này nó khá là dị, là bởi vì rồi tí nữa mình sẽ quay cái bông hoa nhé. Các bạn thấy đây, hai lưỡi. Bây giờ lúc trước là nó có mấy bông cơ, nhưng mà bây giờ chỉ còn có một thôi, nó cũng sắp bị tàn mất rồi. Cái lưỡi này nó là lưỡi kép. Đấy, lưỡi kép. Mỗi một cái lưỡi này nó lại vẫn có hai mắt như bình thường nhé các bạn. Đấy, cánh thì viền tím sáng bình thường thôi. Thực ra nếu mà nói về màu sắc của bông hoa ấy, thì nó không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ là nó có hai lưỡi. Đấy, nó chỉ khác ở chỗ đấy thôi. Thế thì cây này là mình nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu nhỉ Quân nhỉ? Nó ở Cẩm Thủy, Hòa Bình ạ. Cẩm Thủy, Hòa Bình à? Thế mình kiểu như là trong cái điều kiện như nào mà mình lại tiếp cận được cái giò này? Mình có cái giò này. Cái giò này thì cháu cũng có anh em họ hàng trên Hòa Bình ý, thì người ta lấy trên rừng về. À. Thì người ta gọi điện thì mình thấy lạ lạ. Phóng mình xem tưởng hoa kích. Hoa ra kiểm tra thì không phải hoa kích. Không có một tí kích nào trên cái hoa này, thì nguyên dân nó bóc trụ. Nó để vào trong cái chậu thì lên lấy luôn ngay tối hôm đấy luôn. Cái này lấy về đây lâu chưa? Mới lấy về được mấy hôm. Tức là đúng rồi, nhìn trên thân này thì hoàn toàn không có vết kích. Đây, cái này đang có đang nhú này chắc là nụ tiếp này hoặc là kỳ. Nhưng mà thực ra ấy thì nói là vết kích là theo kiểu tiêm thôi, chứ còn kích thì cũng không có nghĩa là cứ phải tiêm xong rồi bôi keo liền sẹo vào mới là kích. Vâng. Vì đôi khi ví dụ như là kích thì có thể dùng biện pháp là phun hoặc là bôi thì vẫn có thể, nhưng mà đấy là mình loại trừ một cái tình huống là không có cái vết chích, tiêm chích thôi. Vâng. Chứ còn mình cũng không thể loại trừ 100% là không có gọi là kích kỳ được, kích kỳ kích hoa được. Vâng. Nhưng mà cái đó thì thực ra nếu mà để gọi là chính xác nhất ấy, thì phải chờ những cái bông khác. Vâng. Là một, thứ hai nữa là chờ những cái thân của mùa sau để xem là cái độ ổn định của nó, cái cây này nó như thế nào. Đấy, nhìn ở đây là đang có hai cái mầm gốc mà đã dài khoảng độ 40-45cm rồi. Ngọn rất là khỏe nha các bạn, ngọn rất là sung. Ngọn sung lắm. Thân cũng khá là xanh sạch đấy. Nhưng mà ở dưới gốc này nhá thì đang đẻ nối rồi. Một cái này, 2, 3 đang đẻ nối ra ba cái mầm gốc mới. Thân già này thì hiện tại vẫn còn, thân này là thân gọi là ông bà cụ kỵ rồi, không hiểu mắt ngủ có còn không, nhìn không rõ đây này. Nhưng mà cái thân này thì nó bé xíu xiu như này, nó đang lên một cái ki này. Nhưng mà thực ra cái ki này để chăm được nó là cả một câu chuyện nan giải các bạn ạ. Nó bé xíu xiu này. Nhưng mà vẫn là dính nguyên nhé, tức là cùng một giò chứ không phải là bị rơi ở chỗ khác vào đây hoặc là các thứ đâu. Có hai thân tơ, một thân đang hoa, còn một thân này thì đang lên ki rồi. Ki này là vì cũng là nó tự nhiên nó của nó đây đúng không? Vâng ạ. Đấy, cái này mình nghĩ là cũng có thể là ki mới rồi. Sưng đẹp. Tăng ra 1, 2, 3, 4, nhìn thấy trước mắt là nhìn thấy có 4 ki. Đấy, mầm gốc này. Mầm gốc đẻ nối 1, 2 này.
Đấy, cái này ba này, ba màu gốc để nối. Thân này, cái thân tơ thì cũng bình thường, không có gì đặc biệt cả. Đấy, mà nó quái dị ở chỗ là mặt hoa này nó có hai lưỡi. Đấy, bây giờ nó đang có một chút nắng nha các bạn, thì thấy là nó cánh hồng lên cũng khá là đẹp. Thôi, nói chung là cũng thuyết là hàng dị. Đâu mình cho mình xem cái điện thoại này. À, các bạn thông cảm là vì ở ngoài này nó đang kiểu nó bị bóng nắng ấy, thì là quay nó cũng không được chuẩn lắm đâu. Mình vào trong nhà. Vào trong nhà đấy, vào trong nhà này nó đỡ hơn này. Đỡ hơn. Đỡ hơn. Cái thân này là trước là chỗ này là quay cái ảnh này, à cái ảnh này chụp là có hai bông đúng không? Vâng, đây hai bông. Ừ đúng rồi. Đấy, tư thế quay là đúng ở cái góc này đây. Có cây si xanh ở đằng sau. Có một bông thì là vặt mất một bông rồi. Nó tàn mất bông rồi, còn lại một bông. Đấy, các bạn thấy là hai bông nhưng mà ra bốn cái lưỡi. Mặt khá là thú vị. Đâu nhỉ, cái ảnh mà ngoài bảo là ảnh mà bóc nụ đâu nhỉ. Ừ, đấy, đây là cái hình mà lúc mà bóc nụ của cái bông này nhá. Các bạn thấy ngay là lúc mà bóc nụ nó đã ra được hai cái lưỡi rồi. Đấy. Trông như là kiểu phim ở trong phim kiểu người ngoài hành tinh. Quái dị. Đấy, đúng. Nói chung đẹp các bạn ạ. Hoa cũng đẹp ấy, mà đặc biệt là nó lại hơi dị thường tí. Quá ngon luôn. Cái giò này hồi đấy mua phải có nhiều tiền không? Mua cũng bình thường, không đắt lắm ạ. Vì của dân nó bóc về nó bán. Có người nhà trên đấy à, chứ còn bình thường sao biết được đúng không? Thôi nó thế, như thế là nó là cái duyên của bạn rồi. Chứ còn nhiều khi có những người gọi là đi ngang qua cái giò lan này nhưng mà không được chỉ thì cũng chẳng ai biết cả, đúng không? Đấy, nhưng mà giò tận ở trên Hòa Bình nhưng mà có người chỉ cho, gọi cho báo này lên lấy được về để làm giống thì cũng là tuyệt vời rồi. Nhưng bây giờ biết mặt hoa rồi, biết đấy rồi thì chắc là phải làm để cho nó ra thêm nhiều khi nữa đi nhỉ? Dạ vâng. Rồi chia sẻ với mọi người. Là trồng lại. Trồng nhân nó lên, xong rồi chia sẻ cho nhiều người có điều kiện cùng chơi. Vâng. Đây, cái đầu ngọn lá này các bạn nhìn rất là sướng. Nó xếp rất đều nhau luôn. Như vậy là cái dòng này gọi là chơi thân lá cũng ok đấy. Thân lá, chơi thân lá cũng là được rồi. Được cái mặt hoa nó hơi dị dị. Đấy, cái ki này là đang ra rễ rồi này. Ki này bây giờ nó mới được khoảng độ hơn 2 cm thôi. Nhưng mà ra rễ rồi. Cái này chắc là khoảng độ 3-4 hôm nữa là nếu mà muốn tách để trồng ấy, là có thể tách được rồi. Tức là cái rễ nó ra thêm một chút xíu nữa là tách ngon. Mặc dù nó bé như vậy. Ngày xưa tôi nhìn như thế này tôi sợ lắm các bạn. Lúc mà ngày xưa mà nhìn nó bé như này không dám tách đâu. Nhưng mà mình sẽ cứ cố để cho nó rễ nó dài 2-3 phân ra. Thế nhưng mà về sau này mình biết là mình làm như thế là sai. Bởi vì nếu mà mình cắt như vậy thì trong quá trình trồng là mình rất là dễ làm cho cái đầu rễ nó bị tổn thương. Cái đầu nó xanh xanh này các bạn. Đấy. Đấy là nó sẽ dễ bị tổn thương. Nhưng nếu mà ví dụ nó ngắn ấy, nó chỉ khoảng rễ nó chỉ khoảng độ 1 cm thôi. Đấy, tầm đấy. Thì là mình khi mình trồng rễ nó tiếp tục phát triển, nó lao xuống thì nó sẽ lên rất là nhanh. Quái dị nhỉ. Và người nó bảo rồi, nếu mà ví dụ người mà hai lưỡi là bỏ mẹ luôn đấy, đúng không? người mà hai lưỡi là bỏ mẹ luôn, nhưng mà lan mà hai lưỡi thì lại thành độc đáo. À,
thực ra nó là một dạng, có thể nó chỉ là một cái dạng gọi là dị, có thể là đột biến gen, nhưng mà có thể nó cũng đơn thuần là nó chỉ là dị tật thôi. Bởi vì bây giờ thì là nó dị tật, nhưng mà vì nó là cái có nhiều bông mà nó ra cùng cái kiểu đó thì cái khả năng gọi là bị dị tật đơn thuần ấy là nó cũng thấp thôi. Nhưng mà cũng có những trường hợp nó cũng bị dị tật mà nó ra nhiều bông, nó cũng giống nhau. Ví dụ như là ở nhà tôi năm ngoái ấy, cũng có những cái dòng mà nó ra cái mặt bông mà nó lại không có lưỡi nha các bạn. Đấy, nó chỉ có mỗi 5 cánh hoa thôi, nó không có lưỡi. Thế thì mình cũng nghĩ rằng là nó do kiểu trong quá trình nó làm nụ ấy, nó bị côn trùng hoặc là cái gì đó liên quan đến nhiệt độ chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì nó là nó bị tác nhân như vậy, nó tật, nó dị tật. Đấy, thì thực tế là cái giò đó thì nó có chỉ có một bông nó ra được cái không lưỡi thôi, còn lại nó vẫn có lưỡi. Thế thì năm nay mình theo dõi thì năm nay thì nó ra lưỡi bình thường rồi. Đấy. Thế thì vừa rồi có một bạn gửi cho tôi một cái cây mà nó có tới 4-5 cái thế bông mà nó đều không có lưỡi cả. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó vẫn là một dạng gọi là biến dị do vấn đề nào đó tác nhân ấy thôi. Thế còn cái bông này thì nó hai lưỡi như này thì nó nguyên nhân gì thì tôi không biết được các bạn. Nếu mà bạn nào có kinh nghiệm mà hoặc là có thông tin về những cái dòng này thì có thể chia sẻ anh em bằng cách là cung cấp thông tin comment vào dưới video ấy, hoặc là cho số điện thoại vào thì tôi sẽ kết nối để chia sẻ. Cái Zalo của tôi là 0338 nhé, 113 113. Đấy, nhắc lại là 0338 113 113. Còn bạn nào mà muốn giao lưu chia sẻ rồi các thứ kết nối với anh Quân Bi ấy, thì liên hệ với anh Quân Bi, nick Quân Bi, nick Facebook Quân Bi. Số điện thoại là 0983 995 2990. Đấy, 0983 952990. Đấy là số điện thoại và cũng là Zalo của anh Quân Bi nhé, là chủ của cái giò lan này. Đấy. Cái giò lan này được tại sao tôi lại biết để quay lên là bởi vì khi mà xem kênh thì anh Quân Bi anh có nhắn cho tôi là có cái giò nó khá là lạ này, thì gọi là mời đến để giao lưu chiêm ngưỡng và nếu mà có điều kiện thì quay giới thiệu các bạn. Chính vì thế tôi cũng bố trí để làm cái việc này. Và nói luôn các bạn nhé là quay cái này đăng lên miễn phí hoàn toàn. Nếu bạn nào mà có những giò lan đẹp ấy, có vườn đẹp, giò lan đẹp hoặc là lạ thì cứ kết nối với cái Zalo của tôi là 0338 113 113. Tôi sẽ, nếu mà có điều kiện, tôi sẽ bố trí để quay lên giới thiệu mọi người một cách hoàn toàn miễn phí. Giới thiệu luôn cả địa chỉ, số điện thoại luôn. Tại sao như thế? Bởi vì nếu mà tôi không giới thiệu ấy, các bạn mà xem cái video này các bạn lại nã tôi để hỏi số điện thoại của anh Quân thì tôi còn ốm hơn. Nên là nhân thế là tôi chia sẻ luôn. Đấy, còn nếu mà có các bạn mà có giao dịch bán được hàng với nhau hoặc là giao lưu với nhau, đấy là việc của mọi người, tôi không quan tâm. Mọi càng nhiều người chơi lan, tiếp cận với lan đấy là càng mừng, thế thôi, không sao cả. Đây, quay lại một lần nữa cái mặt hoa này để các bạn ngắm này. Dị thật. Ừ, hai lưỡi tách mà. Đấy, nó tách hẳn đấy. Cái bông này nó cũng đây nhá. Để tôi mặc dù là thực tế thì không nên thò tay về ấy vào những cái bông hoa như này, nhưng mà vì mình muốn để cho nó cái hình nó tách nhau ra để mình quay ấy, thì mình đành phải chấp nhận như thế. Mình lựa lựa đấy, thấy chưa, hai cái lưỡi nó hoàn toàn tách biệt nhau, mà lưỡi thì cũng giống như kiểu người ta gọi là lưỡi tuyết đấy, lưỡi cũng trắng và bông tuyết luôn. Ừ, bông này thì nó cũng sắp tàn rồi. Vậy nha các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn luôn có được sức khỏe, niềm vui và sưu tầm được nhiều mặt hoa thú vị. Cảm ơn các bạn.